rồi. Cắn không tự. Rồi cua rồi, cứ ăn xong rồi. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh Thắng Vlog nha. Bye bye. Hãy đoán đi. Hãy đoán đi coi. Nguyên hộp cơm sườn này là ai ăn nha. 1 2 3 Và bây giờ là mấy giờ rồi Cát? Anh bớt dìm hàng em đi. Cát mấy giờ con nói ba nghe coi. Đây coi điện thoại mấy giờ. 9:34. 9:34 sáng hay đêm con? Dạ đêm. Nè nhìn đâu rồi trời là biết đêm nha. Đêm nha mọi người. 9:34 đêm ăn một tô cơm sườn. Trời ơi. Ủa sao vậy? Cái thêm gì miếng vậy? Trứng nữa. Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Chia hai đứa đi, mỗi đứa phân nửa. Này em chưa ăn cơm hả? Chưa. Em đã ăn gì đâu. Thiệt không? Thiệt. Nãy nhớ ăn súp gì rồi mà. Chiều rồi, em đi ăn hồi chiều. Cát có khuyên mẹ đừng ăn không? Ừ. Mẹ muốn ăn thì cho mẹ ăn đi. Sao Cát ác với mẹ vậy? Nhưng mà ăn mẹ ăn lần thôi, ngày mai mẹ giảm cân. Ồ. Mẹ ép mẹ định đói luôn hả? Không ép đâu, thấy thương lắm. Ôi đất ơi là trời ơi là trời, khuya rồi mà mấy bạn ăn uống kiểu này thì hỏi làm sao đi được. Trời ơi. Đây nữa nè. Trời ơi là trời ơi. Thiệt là khủng khiếp. Chỉ có mình là thanh đạm nha mọi người. Khuya rồi nè, đó. Mọi người nhìn đi, khuya rồi mình không có ăn cơm sườn. Mình chỉ ăn cái này là dạng mà rau câu bằng đường phèn đó, để cho nó không có bị mập. Tóm lại là mình ăn uống có điều độ. Có chúng bạn của mình ăn thôi nè. Khủng khiếp chưa, khủng khiếp chưa. Trời, cái này mà có một chén tóc mỡ nữa. Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Mai mốt Quân về đây mua mỡ về, Quân làm tóc mỡ mình. Quân nhiêu ký Quân? 83 kg. My nhiêu ký My? Ăn cơm nhiêu cơm ký? Nói thiệt. Năm 21, 52 ký rồi. Em. Cái gì? Nhiêu ký nói thiệt. 61 ký. 61 cho là 51 đi. Đây là 83. Cát có nhiêu ký Cát? Bây giờ con lên nha. Hôm bữa 21 bây giờ 22. 22. Và cái người đang quay phim ở đây là chỉ có số ký rất là điềm đạm. 67 ký. Thiệt. Sao cười? Em mắc cười là tại vì em nhẹ hơn anh có mấy ký. Mà có hồi kỳ là sắp bằng luôn á. Bữa mà chị sắp lâm á. Thôi có thời gian bạn này là thua mình chỉ có 2-3 ký thôi đó. Giờ đút ăn thử miếng coi. Thôi anh ăn chia cho anh mập. Thèm quá cho miếng rồi. Không cho chị. Cô chưa ngon. Không. Cô chưa ngon rồi. Miếng thịt này chưa. Là hỏi quá. Ôi ôi. Ghê quá, ở dơ dữ vậy trời. Cắn miếng sườn nó trời mặn quá. Trời đừng ăn mặn. Ăn mặn nó tích tụ nước đó. Rồi miếng sườn đã quá nè. Cơm tấm hiệu gì vậy? Cơm tấm bãi rác. Không. Ê, ê. Tấm ba ghiền. À, cơm tấm ba ghiền là ở đâu? Phú Nhuận. À. Ủa? Cơm tấm này nổi tiếng ở Phú Nhuận, hồi xưa ở Phú Nhuận mà. Chứ sao nãy Quân nói mình tính ăn cơm tấm bãi rác. Cơm tấm ba ghiền này nằm ở trên đường Đặng Văn Nữ, gần như trên cái địa quẹo phải vô. Nếu đi ngoài Nam Kỳ Nghĩa thì quẹo trái vô. Hộp này là nhiêu tiền? Hộp này nhiêu tiền? Hộp này khoảng 5 mấy ngàn. Hộp đó 85 ngàn rồi. Bởi vì nãy nhìn cục sườn là nghi cơm tấm ba ghiền rồi. Tại cơm tấm ba ghiền miếng sườn nó bự như bàn tay nè. Nhưng mà bự quá cũng ngán. Nè mọi người thử nhìn cái miếng sườn của cơm tấm ba ghiền nha mọi người. Đây nè, nhìn ra chuẩn bị nhìn nha. Nó bự bự hơn mặt con luôn á. Nó bự hơn bàn tay của mình luôn rồi, thấy không? Hả? Bởi em ít ăn luôn. Tóm lại là mình chỉ ăn cái miếng miếng sườn nhỏ nhỏ để mình lấy vị thôi, chứ mình không có ăn nhiều được. Mình đang ăn chay các bạn. Thôi. Chúc cho các bạn cơm tấm không có bị béo phì nha. Cắn miếng sườn với một cái biểu cảm thật là ngon coi. Ủa bộ như vậy chưa ngon hả? Đâu cắn rồi 2-3 miếng sườn bự nè. Wow. Là mặt ngon coi. Cắn miếng sườn coi. Ôi chị. Mm.
clip này sẽ đưa khắp năm châu uống bể luôn. Nó chưa nhiều quá, ăn không hết. Tham cái mắt non cái bụng. Không thiệt á. Một hộp cơm này hai người ăn chung mới vừa. Một người ăn hộp không nổi. Cái gì vậy anh vô duyên quá. Mà hộp cơm ta có 50 mà ăn hộp cơm 80 mấy ngàn. Coi miếng sườn bự gấp đôi miếng sườn bên này luôn. Ủa cát nãy con nói con ăn mà giờ con ăn quá vậy cát. Con cũng bị khiêu khích nữa hả? Thôi mọi người ăn đi, mình đi ngủ đây. Chúc mọi người ăn ngon miệng. Cuộc sống của mình có kỷ cương lắm nha. Giả bộ vô tắt điện thoại cái quay ra. Cái gì? Em có nói gì? Anh giả bộ anh vô tắt điện thoại xong cái anh đi qua đây ra đây anh xin ăn nè. Buồn quá. Thử là có không? Bây giờ không lẽ để điện thoại đây luôn ngồi ngoài chứ. Trời ơi. Thôi. Để đi. Bye bye nha, bye để, bye. Để bên trước bên làm không ăn. Thôi. Thôi bye bye. Mẹ ơi mẹ. Mẹ. Con quay đánh ba nè. Mới ngủ, con mới đánh kem mà mình ngủ ra uống nước thôi. Uống nước thôi chứ ba xin ăn gì đâu. Trời, đâu ba có tình đeo cái bông ra làm sao chứ đeo bông chứ tao tưởng con gái. Uống nước thôi. Nè cái uống nước đi nha. Trời ơi, ăn uống vậy là mập chết. Ba nó làm vậy. Hả? Đi lấy cái chén mà. Không phải bà. Chứ làm gì? Gì? Cắt miếng sườn nhỏ ra ăn dễ. Nói kệ em. Em cắt ra cho anh cắt không? Con không làm gì vậy không? Ăn qua đây. Sao lại cho vậy? Kỳ quá vậy. Cho miếng con đi. Không. Nãy giờ clip con ăn mình cái bộ mình sống có nghiêm túc quá hiểu không? Thôi bớt gì vậy. Bây giờ mình không có quay nữa đâu, ai biết đâu mình ăn đi. Anh phải sống thành thật. Không phải giờ lấy điện thoại quay rồi nói xin lỗi mọi người bây giờ tôi ăn nha. Kỳ quá. Ừ, đi vô lấy đi. Ôi, điện thoại sạc pin nó chổng rồi. Ừ, đi vô lấy điện thoại đi. Giờ cho anh miếng thì anh vô anh lấy. Không, đi ra lấy điện thoại. Cho để em coi điện thoại có trăm không nha. Bà đáng thiệt chứ. Nghĩ miếng mỡ là ngon nhất. Có điện thoại nào của ba hết trơn á. Cái miếng mỡ này là cắt miếng mỡ này. Mình lấy điện thoại của ba cho ba ăn ba. Thôi, để cho ba ăn ngon thôi. Rồi ba lỡ nói khán giả ba là người nghiêm túc rồi. Rồi ăn những đồ chua nữa nghe không? Ba nói là không có điện thoại, xấu quá. Điện thoại mẹ không? Giờ trước mặt kìa. Ờ, quên. Nè. Mình chế đừng có quay. Quay đi rồi, hồi cách đăng lên Facebook cái nói ba. Sống hai mặt quá. Đừng bắt từ quá. Thôi, mình quay kia mình có mặt trứng đằng đẳng rồi kìa. Mình tính gì? Hả? Không dưới gì đâu. Ừ. Có đâu. Con nói bằng chứng không đủ á. Chứ con không có. Ồ, đúng thế năng kìa. Đó là không? Hả? Không biết là mở nó là. Con miếng rồi. Ờ. Để nè con. Các con nên dành ăn với người lớn nên. Đúng rồi, cái lợi này có 80. Thì bữa hổng chỉ có 60 thôi, hai mình đi Thái về là bị lên lại luôn. Giờ xong rồi đó chắc lên 80. Ngon quá. Vậy con để ba ăn. Từ từ. Cho nhân rớt. Này cho ăn cắn miếng mỡ cái này ba chị. Ăn miếng mỡ đi. Miếng mỡ không? Ngon quá. Thôi uống nước ngọt. Thôi đừng đánh miếng ngọt. Cái gì? Cái gì? Điện thoại của ba. Trời! Vậy nãy giờ cái quay lén ba rồi hả? Kỳ quá hả? Thôi trả lại cho ba đi. Thôi. Trời. Trời ơi, cực lên trên hình kìa. Gì vậy? Cô bệnh nè. Cái này là ba ăn giùm mẹ mà. Không, nãy giờ không quay rồi. Mẹ, con ngồi đây ăn cái mẹ vô mẹ nói. À, ba ơi ra ăn giùm mẹ đi, mẹ no quá mẹ ăn không được. Thiệt mà. Thôi, ba đừng có chạy nữa. Nãy giờ con quay bằng chứng rồi. Có, đừng có xạo.
Thiệt nha. Ăn. Bây giờ ba mới ăn. Không phải mới ăn. Mà ba ăn cuối cùng. Cái này á là tại mọi người ngán ăn không ngọt với ba mới ăn dần thôi, chứ thật là cũng không có muốn ăn đâu. Khuya rất là mập, hiểu không? Mọi người có hiểu không? Có hiểu không? Trời. Con mới địch luôn ha kế. Đúng rồi. Đó, ghê vậy. Chỗ người ta đang ăn là địch vậy. Thôi, để cho ba ăn cho ngon làm thôi. Quay hoài, nãy là cát với mẹ mu là quay clip 3 nãy giờ nha. Đã có bằng chứng. Trình anh. Đặt máy từ hồi nào hay vậy? Thôi mà, cúp máy. Mọi người ơi, ăn khuya là có hại cho sức khỏe lắm. Nhưng mà nếu mà đói quá mà mình không ăn thì càng hại cho sức khỏe hơn, càng tội lỗi cho bản thân hơn và càng hành hại cái bao tử hơn. Cho nên là đói quá mình cứ ăn đi, không có gì đâu, phải mắc cỡ nha mọi người nha. Nhớ theo dõi và đăng ký kênh Khát Khát Hào nha. Tiện tiện đăng ký luôn kênh Huy Khánh Vlog nha. Mọi người ơi, đừng có đăng ký kênh Huy Khánh Vlog nha. Dùng cái này đừng có đăng ký nha. Tự thương. Tại vì cái tính YouTube bà thôi mà. Trước bà. Nó được, nó cũng tương tác nha. Nhưng con muốn chết. Bây giờ bắt. Nhưng con cũng được tương tác nha. Mình nhớ đăng ký thì Huy Khánh Vlog. Huy Khánh Vlog đồng lên đó. Huy Khánh Vlog. Rồi cho con nói lại đi. Mọi người đừng có đăng ký Huy Khánh Vlog nha. Mọi người nhớ like, share, đăng ký kênh Khát Khát Hào để được coi nhiều clip rồi nha. Ủa, tốt quá con. Rồi chào cá cắn lỗ tai của thủ. Cá cắn được không? Cá được cắn lỗ tai mà. Khoan nha, từ từ nha. Cắn ngay chỗ hai cái răng súng nha. Cắn cắn nhẹ thử trước coi được không? Nè. Kéo cái môi lên rồi cắn thử rồi. Từ từ nha. Cắn không được. Đâu cắn thử cắn ngón tay ba coi. Hả miệng ra cắn ngón tay nha. Cắn. Cắn rồi. Kéo cái môi lên rồi cắn rồi. Thua rồi, cái răng này sao ăn thịt được. Thôi bây giờ Huy Khánh và các cát chào mọi người nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh Huy Khánh Vlog nha. Bye bye. Ba không nói nữa, không nói nữa. Đăng ký kênh của Khánh đi để Khánh cho các cho mọi người coi. Bye bye. Mọi người đừng có like, share, đăng ký kênh các đừng có đăng ký Huy Khánh vlog nha. Đăng ký Khánh nha. Bye bye.